thì người giáo viên vui mừng khi nhìn thấy học trò của mình đang ngày một trưởng thành lớn lên. Có lẽ chúng em sẽ thể nói lên câu: cô ơi, chúng em xin lỗi cô. Cô ơi, chúng em cảm ơn cô nhiều lắm. Với cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thúy Quỳnh mà chúng em vẫn hằng kính trọng, chúng em đã làm cô phải buồn lòng để cô phải bận tâm quá nhiều. Ba năm cấp ba đối với chúng em nó rất đẹp, rất ý nghĩa và tự hào hơn khi chẳng đường đó chúng em luôn có cô ở bên cạnh. Cô ơi, khi bước vào môi trường mới, mọi thứ đều lạ, nhưng chúng em đã có cô ở bên cạnh, sát tay bảo bọc chúng em vào lòng. Cô ơi, có những lúc chúng em ước thời gian có thể quay trở lại để chúng em là một đứa học sinh lớp 10 ngồi nghe cô giảng về những tác phẩm văn học, để thu bé mình lại để nghĩ về cô, về những điều mà cô đã dạy cho chúng em, và không phải lưỡng lự về những dự định ở tương lai phía trước. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, và năm cấp 3 trôi nhanh không kịp đếm, vậy là đã sắp phải kết thúc chặng đường tình trình rất ngắn ngủi ấy. Nhưng là cả một quá trình nỗ lực, không phải chỉ của một cá nhân mà là sự cố gắng của cả tập thể lớp, của ban giám hiệu nhà trường, của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo trường trong trường. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới đây, chúng em tập thể lớp 12C xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thủy Quỳnh, cô giáo Quý Hòa, cô giáo Ngân Lê và các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Diễn Châu 2. Kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe và thành công trên những tuyến đỏ trang trọng của mình. Và tiếp theo cho đây, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng đón xem tiết mục múa mang tựa đề Máu và Lửa. Xin mời mọi người cùng đón xem. Thank you.
Yeah, 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 no one knows.